Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên đó là Kali Israel. Thì đây là một loại phân bón các bạn ha. Nó giúp cho cây ra hoa đồng loạt, nó kích hoa và nó dưỡng cho cái trái đẹp, nó tăng cái phẩm chất của trái các bạn ha. Thì vậy thì cái loại phân bón này thì chúng ta có được là pha với nước và ta phun tán cây hay không? Thì cũng nhân tiện video này thì mình sẽ phân biệt với các bạn luôn về các loại phân bón là ha. Đôi khi chúng ta mà nhầm á, thì rất là nguy hiểm. Có nhiều loại phân á, là công dụng là pha với nước tưới gốc hoặc là rải bón gốc, nhưng mà chúng ta lại nhầm lẫn, chúng ta pha với nước, chúng ta phun lên trên tán lá, thế là sẽ có hiện tượng là lá sẽ dựng tay thỏ nè, hiện tượng là cháy lá nè, và hoại tử lá nè, rụng lá vân vân. Nói chung á, là hiện tượng nó gọi là phạm phân. Như vậy bạn, nếu mà cái phân bón lá thì chúng ta có thể là pha với nước và phun trên tán lá được, cũng giống như là chúng ta tưới gốc được. Nhưng mà nếu mà cái phân bón gốc á, thì ngược lại chúng ta không được phun trên tán lá, mà chúng ta chỉ có một là rải gốc, hai là pha với nước rồi tưới gốc. Chúng ta phải phân biệt giữa cái phân bón đá và phân bón gốc rồi ha. Thì cái sản phẩm Kali Israel này, đây là loại phân bón lá. Thì thành phần chính, mình quên nữa, cái quy cách của gói này nó là 500 g, và cái phần chính của sản phẩm này là nó có 1% đạm, 1% lân và 30% kali. Vậy bây giờ như vậy ha, nếu mà với công thức như vậy đi, thì nếu mà các bạn xem nhiều video của mình rồi đó, thì các bạn có thể là đoán được là với công thức như vậy thì cái sản phẩm phân bón lá này sẽ là phù hợp trong cái giai đoạn nào của cây. Rồi các bạn có thể là bấm dừng video lại và các bạn trả lời ha. Rồi mình sẽ rồi chúng ta sẽ tiếp tục, xong rồi mình sẽ giải thích theo bạn ha. Mình sẽ làm vậy nhiều lần để mình có thể sau này mình nhìn cái công thức thôi là mình sẽ đoán được cái công dụng và biết chắc chắn luôn công dụng đó làm gì. Thì đối với cái hàm lượng mà kali, cái tỷ lệ mà kali cao vượt trội như vậy so với đạm và lân, thì nó sẽ phù hợp trong giai đoạn là chúng ta, thứ nhất là chúng ta kích hoa các bạn ha. Kích hoa có nghĩa là trong cái giai đoạn ra hoa đó, trong cái thời kỳ mà chúng ta muốn cây ra hoa đó, nó sẽ có ba cái thời điểm quan trọng rồi ha. Thứ nhất đó là cảm hứng ra hoa, thứ hai là tạo mầm hoa, và thứ ba đó là kích ra hoa. Thì đối với công thức như vậy thì sản phẩm Kali Israel sẽ phù hợp giai đoạn là kích ra hoa là thứ nhất. Thứ hai là cái giai đoạn mà dưỡng trái các bạn. Có nghĩa là trước 15 đến 20 ngày trước khi thu hoạch thì chúng ta sẽ phun cái sản phẩm này vào. Đó, thì nó sẽ làm cho cái da trái chúng ta đẹp nè, da bóng nè, trái nặng, đặc ruột. Nói chung là cái phẩm chất của cái thành phẩm cuối cùng đó, nó sẽ tăng lên rõ rệt. Đó là hai cái thời điểm rồi. Còn một cái thời điểm này nữa, nó cũng hơi nhạy cảm, nếu mà các bạn có làm vườn, các bạn có phun đó, để các bạn dưỡng trái non á, dưỡng cái trái non, thì các bạn cũng có thể sử dụng xử lý này, nhưng mà rất là cẩn thận ha. Hoặc là nếu mà các bạn có chưa có chắc ăn á, thì cứ gọi điện thoại về cho mình đó, mình tùy theo cái trường hợp cụ thể. Nó vẫn sử dụng để nuôi trái non được các bạn, chứ không phải là không. Nhưng mà tùy trường hợp cụ thể các bạn ha. Các bạn nhớ cho mình hai thời điểm mà mình chia sẻ vừa rồi á. Còn cái thời điểm thứ ba thì tùy theo mỗi cây thì mình sẽ hỗ trợ các bạn ha. Ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có đầy đủ các vi lượng các bạn ha, hỗ trợ cây, giúp cây chống lại cái hiện tượng vàng lá và thiếu vi lượng. Và cái lưu lượng pha nước thì chúng ta pha một gói 500 g này cho 200 lít nước các bạn ha. Còn giai đoạn chúng ta kích hoa thì chúng ta sẽ pha một gói này 500 g cho 150 lít nước.